cái video này á, khi mình post các video mà sửa đèn LED trong gia đình đó các bạn, thì rất nhiều bạn nó có hỏi mình là tại sao, cái nguyên nhân tại sao mà khi các bạn cứ thay chip LED dán SMD á, thì sau một thời gian á thì các chip LED đó dài hoặc ngắn á, thì chip LED đó tiếp tục hư nha các bạn. Các bạn không hiểu nguyên nhân tại sao á. Thì trong một trong cái video mà lúc trước mình có post đó các bạn, là cái video mà vì sao đèn LED trong gia đình nó hay bị hư chip LED đó các bạn. Mình có post rồi, các bạn có gì tìm hiểu thêm thông tin nha các bạn. Các bạn có thêm xem tham khảo nha. Ở đây thì mình sẽ liệt kê một số nguyên nhân chính đó các bạn, mà làm cho chip LED trong các đèn LED đó hay bị hư nha các bạn. Một số nguyên nhân chính nè. Cái thứ nhất á là chất lượng chip LED không tốt. Có nghĩa là các nhà sản xuất các bạn, nhất là cái ở Trung Quốc nha các bạn, có nhiều hãng sản xuất bên châu Âu nè, bên Mỹ nè, rồi bên Đài Loan, Trung Quốc, thì cái chất lượng chip LED Trung Quốc là khá tệ nha các bạn. Thì nó sản xuất đại trà, mà mấy cái đèn LED trong gia đình nữa các bạn, đa phần nó xuất xứ Trung Quốc nha các bạn. Giá thành nó rẻ nên cái chất lượng nó không tốt. Còn cái chip LED, nhất là chip LED Samsung các bạn, Samsung của Hàn Quốc là khá bền nha các bạn. Nói chung có rất nhiều hãng bên Mỹ, bên châu Âu, là bên Hàn Quốc các bạn, từ bên Đài Loan, bên Trung Quốc, mà Trung Quốc là tất nhiên là cái chip LED đó có một số loại thì nó tốt, một số loại là kém nha các bạn. Nhưng mà đa phần nó rất kém, tại vì nó bán cái đèn giá trị thấp các bạn, giá rẻ nên cái chất lượng nó đi kèm với chất lượng kém nha các bạn. Nên cái thứ nhất là chất lượng chip LED là không tốt nha các bạn. Cái vấn đề thứ hai là tản nhiệt cho LED. Thì trong quá trình hoạt động các bạn, dòng điện nó chạy qua LED á, thì LED nó sẽ tản nhiệt nha các bạn. Bất kỳ thiết bị nào cũng vậy, nó coi khi mà các bạn cung cấp nguồn cho nó hoạt động á, thì tất nhiên nó sinh ra nhiệt. Thì cái chip LED này cũng vậy các bạn, nó tản nhiệt. Mà cái chip LED này là một linh kiện điện tử, nó dạy nhiệt nha các bạn. Khi mà nó nóng quá là nó dễ bị đai nha các bạn, dễ bị chết nha. Nên cái vấn đề thứ hai là các bạn quan sát cho mình cái tản nhiệt cho chip LED nha các bạn. Trong các đèn LED bóp các bạn, hoặc là chip LED T8 á, các bạn kiểm tra thấy cái mấy cái lỗ mà lỗ thông hơi các bạn, nó mở bị bít á, các bạn lấy cây hay cái gì á, các bạn chọt vô nha các bạn, cho nó thoát, cho không khí, nó trao đổi không khí bên trong các bạn, để nó trao đổi tác dụng nhiệt á, để cho nhiệt nó thoát ra bên ngoài bớt nha các bạn. Nó làm hạn chế cái nhiệt độ bên trong á, làm chiếc LED nó cũng hạn chế bớt cái vấn đề, mà nhất là cái đèn LED bóp các bạn. Bên LED bóp á là nó có cái đây nè các bạn, đối với LED bóp nha các bạn. LED bóp á ở trên đây nha các bạn. Cái vỉ LED nè các bạn, thanh nhôm nha. Thanh nhôm là có tác dụng tản nhiệt rồi. Mà bên dưới này tiếp xúc với cái đế nhôm bên phía dưới nha các bạn, là chính là cái lớp mà cái lớp kem màu trắng á. Đó, lớp kem màu trắng chính là giống như là cái kem tản nhiệt CPU trong máy tính bàn các bạn. Các bạn chét lớp kem đây á. Là khi mà trường hợp lâu, thời gian lâu các bạn, cái kem nó cũng khô các bạn, mất tác dụng tản nhiệt, nên các bạn cũng, nếu mà các bạn muốn xài lâu các bạn cũng tra kem nó vô nha các bạn. Phía dưới đây nè, có một lớp kem nha các bạn, kem màu trắng nha, để tản nhiệt giống như kem chét cho CPU á. Rồi đây, trên này có cái lỗ tản nhiệt nha các bạn. Cái khe đây các bạn thấy không, cái khe nè. Cái nhiệt nếu mà nó bị bít các bạn, lấy cái cây các bạn chọt chọt vô đây cho nó nhiệt nó vô để trao đổi bên trong bên ngoài nha các bạn, để cho nhiệt nó thoát bớt ra nha các bạn. Chứ nó kín quá là thế, khi nó hoạt động á nhiệt độ nó cao lên. Nè, chip LED nè, nó nóng lên nó không tỏa nhiệt á, nó dễ bị đứt nha các bạn, dễ bị chết nha. Còn một số nguyên nhân như bị xung nhiễu từ các thiết bị khác các bạn, mình không nói đến đây nha. Mình chỉ nói đến các nguyên nhân chính thôi. Các bạn chú ý cho mình cái nếu mà ở nhà muốn tốt quá thì các bạn thay cái chip LED tốt cho mình nha. Cái thứ hai là vấn đề tản nhiệt cho, các bạn chú ý đến vấn đề tản nhiệt. Còn cái thứ ba là cái giá trị của LED á, nó hoạt động các bạn quan tâm quan sát cho mình á, là nó hoạt động giá trị y định mức và V định mức nha các bạn, là cái điện áp các bạn. Nè. Cái điện áp cung cấp cho LED á phải là nó nằm ở định mức, tùy cái mỗi cái LED các bạn, nó có cái điện mức điện áp riêng nha các bạn. Có loại nó hoạt động từ khoảng 2V, 2,2V hoặc là 3V hoặc 5V, là các bạn có chú ý cái để y định V định mức cho mình nha.
Thì mỗi loại chip LED là có một cái về định mức riêng nha các bạn, khác nhau hoàn toàn nha. Rồi tùy cái màu sắc LED nữa là nó có cũng có về định mức khác nha các bạn, chứ không phải nó cái LED nào cũng giống nhau nha các bạn. Còn cái vấn đề thứ hai á, đó là cường độ dòng điện qua LED. Nó đi kèm với về định mức là nó sẽ có y định mức nha các bạn, dòng định mức á. Thì một khi mà cái giá trị mà y định mức này các bạn, dòng định mức này nó tăng lên á, hoặc đề áp nó tăng lên á, nó sẽ làm đứt chip LED nha các bạn. Vì nó vượt quá cái lớn hơn cái giá trị định mức của nó, nhà sản xuất người ta chế tạo á, lớn hơn thì tất nhiên nó dễ bị đứt, bị cháy nha các bạn. Vì thế một số cái chip LED như chip LED Samsung các bạn, để mà tăng cường cái tuổi thọ của chip LED đó, người ta thường gắn thêm các điện chở hàng dòng cho LED nha các bạn. Nhất là đi chip LED Samsung đúc á, mỗi con LED chip LED nó gắn điện chở hàng dòng. Còn trong mà trong LED quảng cáo người ta rồi trong quá trình mà mắc LED các bạn, người ta cũng gắn thêm điện chở hàng dòng các bạn để hạn chế các điện áp tăng quá đến định mức, nó làm cho chip LED nó dễ bị đứt nha các bạn. Nè. Cái vấn đề thứ ba là các bạn nhớ cho mình nha, là nên gắn thêm cái điện chở hàng dòng, tính toán cái điện chở hàng dòng trong trong cái, nhất là cái đèn LED của các bạn. Các bạn có thể mắc thêm vô đó nhằm làm hạn chế được cái dòng y định mức qua LED nha các bạn, làm cháy chip LED nha các bạn. Còn đây nè các bạn, đây là một cái thanh LED nha các bạn, chip LED thanh LED của chip LED T8 nha các bạn. Cái thanh này mình có thể sàn qua được, thay cho cái mấy cái đèn LED bulb các bạn, thay được nha, thay qua thay lại được nha các bạn. Ở đây trên thị trường các bạn có nhiều loại chip LED nha các bạn, loại ngắn loại dài. Đây là loại chip LED phổ biến trong cái đèn nha các bạn, đèn chip LED T8 á, hoặc đèn LED bulb nha các bạn. Rồi một loại nữa các bạn, mấy cái LED này các bạn, đây là LED âm trần nha các bạn, nó tùy kích thước nha các bạn, kích thước nó rất nhiều nha các bạn, có loại to, loại nhỏ, loại chung các bạn. Còn đây là chip LED của Samsung nha các bạn, có một loại chip LED lớn nha các bạn, LED lớn là chip LED khoảng 50W nha các bạn, đây là chip LED Samsung nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Chip LED Samsung ha, Samsung là hãng Samsung nè. Mấy cái này là có điện chở hàng dòng hết nha các bạn. Đây là nhằm bảo vệ chip LED nha các bạn, nó không bị chết ha. Cái chip LED này rất bền nha các bạn, khó chết lắm nha. Chip LED Samsung nè. Của Hàn Quốc luôn nha các bạn. Made in Korea nè các bạn. Rồi đối với một số cái này á, cái tiêu chuẩn của chip LED đó các bạn. Đây mình liệt kê ra nha các bạn. Có một số các chip LED mà dán SMD các bạn, cái loại này nè các bạn, chip LED này nè, nó có thông thường trong có trên thị trường nha các bạn. Cái loại phổ biến nhất là 8235. Tên cái này các bạn, cái này mã số nha, mã số nó thể hiện cái kích thước của nó nha các bạn. Rồi mỗi cái kích thước, mỗi con chip LED đó các bạn, nó sẽ có đi kèm với cái y định mức và về định mức khác nhau nha các bạn. Cái nhà sản xuất người ta chế tạo á, các bạn muốn tìm hiểu thông tin á, cái chip LED là loại nào á, thì các bạn có thể tra trên Google nha các bạn, tìm dữ liệu bên đó, coi cái định mức điện áp rồi định mức, rồi cái IV định mức của nó là làm việc bao nhiêu nha các bạn. Cái con 8235 này các bạn, chip LED 8235 này nè, là thông dụng nhất nha các bạn. Rồi một số như 3528 nè, 3030 nè, 5050 nè, rồi 5630, đây là tất cả các chip LED nha các bạn, dùng trong các đèn LED trong gia đình nha các bạn. Thì có cái tùy loại kích thước to nhỏ lớn bé khác nhau. Rồi các bạn có muốn tìm hiểu thì các bạn cứ gia tra trên Google nha. Ở đây mình sẽ nói về cái cách kiểm tra dòng cường độ dòng điện nha các bạn. Coi chip LED này, coi chip LED này á, lúc mà nó sáng á, dòng điện bao nhiêu, mà khi mà nó bị đứt các bạn, nó cháy á. Đây là cái trường hợp mà hay gặp nhất các bạn. Trường hợp chip LED hay bị cháy á, là dòng nó qua chip LED là khoảng bao nhiêu nha các bạn. Đây mình sẽ thử nghiệm mà mình sẽ làm một cái bảng. Rồi. Đây nè các bạn. Mình sẽ tìm một cái dòng mà từng cái dòng nhỏ nhất nha các bạn, dòng nhỏ nhất mà chip LED nó bắt đầu sáng nha các bạn. Đều với đến dòng cực đại, nhập lớn nhất. Và cái bước đó là chip LED bị đứt nha các bạn. Cái giá trị V là y định mức nè,
và cái giá trị cường độ dòng điện nha các bạn. Mình sẽ đo từ mức 2V nha các bạn, 2,2V và 3V, 5V. Coi mình dò tìm coi cái giá trị dòng điện nó tăng như thế nào nha các bạn. Đây, ở đây mình sẽ dùng cái bộ nguồn đi cấp nguồn cho điện thoại di động nha các bạn. Đây, mình kéo lại gần nha. Trên đây nó có hai biểu đạt hai giá trị nha các bạn, là mức điện áp nữa các bạn. Điện áp và cường độ dòng điện nha các bạn. Cái giá trị của nó là 1A, giá trị nè. 1A. Cái này là 200 nè các bạn, 200 mA, 400, 600, 800, 1000. 1000 mA là 1A nha các bạn. Còn điện áp có thể nó điều chỉnh từ 5, 10, 15V nha các bạn, maximum mà. Và sau đây mình sẽ test nha các bạn. Mình bật cái nguồn này lên nha. Trước tiên á, mình sẽ đo cái giá trị 2V nha các bạn, coi chip LED này có chịu được, nó có sáng được không nha các bạn. Chip LED là thông dụng nhất trong cái máy đèn nha các bạn. Đây mình sẽ dùng hai que nha các bạn. Mình làm rồi mình ghi kết quả nha các bạn. Mình cấp nguồn vô nha. Coi cái chip LED này nó có sáng không nha các bạn. Mình chỉnh vào cái mức 2V nha các bạn. 2V nha. Rồi. Cái que đỏ que đen á thì cấp nguồn vô anode cathode nha các bạn. Anode cathode của chip LED nè các bạn. Dương á là vô anode nha các bạn. Que đen là vô cathode nha các bạn. Cathode là chân âm ha. Rồi các bạn đảo để chịu que đo lại nha các bạn. Chích vô nha. Chích vô, tại vì các bạn chưa biết cái chân anode cathode, nếu các bạn biết rồi á thì các bạn dễ ha. Còn các bạn chưa biết thì các bạn cứ chích vô đại đi. Rồi hai bên các bạn, các bạn đảo chịu que đo là nó không lên nha các bạn. Là cái lúc mà mức 2A các bạn, 2V đó là không led không sáng nha các bạn. Là nó sẽ yếu nè các bạn. Nó sáng lúc mờ nha, đây nè. Nó chớp chớp nhưng mà nó tất nhiên giọng nó không sáng nha các bạn. Thế nó nhá nhá thôi. Và là từ đây mình xác định luôn cái cực dương luôn nha các bạn, cực dương cực âm luôn nha. Cực dương là bên đây nha các bạn. Đây là cực dương nè các bạn. Bên đây cực âm nha các bạn. Dương hướng vào đây nha các bạn. Như vậy các bạn là ở mức 2V nha các bạn. Điện áp 2V đó là cái giọng nó mà không nha các bạn, cái led không sáng ha. Mình đem không vô đây nha các bạn. Rồi mình chuyển sang ở mức 2,2V nha các bạn, mình chỉnh cái biến trở nè các bạn. Mình chỉnh ở mức 2,2V nha các bạn. Đây là các bạn. Các bạn nhìn cái mức này nè. Cái vạch này á, tại vì cái này 5 nè, 5V nè. Cái vạch ở giữa là khoảng 2,5V nha các bạn. Mình bật chút xíu, mình giảm chút xíu nha các bạn, chưa đến cái vạch dài cho giữa nè các bạn. Là khoảng các bạn nói chung các bạn đo các bạn tính đến 2,2V nha các bạn. Coi LED có sáng không nha các bạn. Cái mức 2,2V nha, chưa đến cái vạch giữa nha các bạn. Là vạch giữa là 2,5V nha các bạn. Rồi. Mình sẽ đo cái điện áp coi 2,2V coi còn LED sáng không nha các bạn. Hôm nay các bạn chân dương là bên đây nha các bạn. Rồi mình cứ cái chích vô thôi ha. Là nó sáng nha các bạn, nó thấy không? LED sáng nha các bạn. Cái dòng nó lên rất nhỏ nha các bạn. Cái dòng các bạn không thấy luôn nha. Nhưng mà cái mức này á là đèn LED nó sáng, sáng mà sáng yếu nha các bạn, sáng yếu ha. Rồi. Là cái mức điện áp mà nó làm việc các bạn. Y cái đèn chip LED này là 2,2V nha các bạn. 2,2V là nó bắt làm việc nha, nó sáng nha. Đây mình đo thêm cái mức điện áp 353V nha các bạn. Mình tăng lên điện áp 3V ha, giá trị 3V ha. Rồi, đây mức 3V nha các bạn. Nó qua nha. 3V thì mình đo thử điện áp cho LED coi. Cái dòng nó tăng lên bao nhiêu nha các bạn. Các bạn thấy nó sáng lớn không? Dòng nó hơi ấy nha các bạn.
sáng rất sáng nha bạn, sáng lên, sáng chói hơn nha. Cái dòng của nó đã tăng lên rồi nha bạn. Nó tăng lên hai gần hai vạch nha các bạn, hai vạch đó. Hai vạch ở đây các bạn. Một vạch đó. Cái một vạch đó là nó khoảng là các bạn thấy không? Mức 3V á, 3V là nó tăng lên. Tại vì cái này cái tay mình nhấp nháy quá. Sáng nha các bạn. Đây mình tạm tính, mình tạm ghi thôi nha bạn. Tại vì cái que đo của mình nó chập chờn á. Cái mức 24 là nó ok nha bạn, nó sáng nhưng mà mình chưa thấy dòng nha bạn. Chưa ghi dòng đi. Còn mức cái điện áp nó tăng lên 3V nha các bạn. Là dòng nó khoảng là 50 nha bạn, 50 mA. Cái này nó lên nè. À. Khoảng 50 nha các bạn. Năm mươi mili ampe các bạn. Rồi mình sẽ tăng lên thử 4V nha các bạn. Cái điện áp này nè, mình tăng thử 4V nha, 4V coi coi nó như thế nào nha các bạn. Nó cháy, có cháy lấy chip led không nha các bạn. Rồi mình tiếp tục mình làm nha các bạn. Mình tăng 3,5V đi. Tăng từ từ nha các bạn, 3,5V ha. Coi dòng nó lên bao nhiêu nha các bạn. Để tăng từ từ cho nó biết chính xác coi như thế nào nha các bạn. Ở mức 3,5V nha các bạn. Chế chịu 3,5V nha. Rồi mình đo chip led rồi. Rồi nó lên khoảng 100 mA nha các bạn, 150 nha các bạn. Nó lên 200 luôn nha các bạn, 200 mA luôn nha. Rất sáng nha các bạn. Các bạn thấy không? Nó sắp xỉ khoảng 200 mA nha các bạn. Đây là 3,5V nha các bạn, mình ghi 3,5V nha. 3,5V thì y của nó khoảng 200 nha các bạn. Cái giá trị này có thể sai số nha các bạn, 200 ha. Mình tiếp tục tăng lên cái tăng cái điện áp lên 4V coi. Mình tăng sẽ tăng điện áp 4V nha các bạn. Rồi coi dòng nó bơi bao nhiêu nha các bạn. Đây là 4V nó bật lên rồi. Rồi dòng nó lên 250 nha các bạn. Dòng lên khoảng 310 mA nha các bạn. Mình làm tượng trưng thôi, khoảng 300 nha các bạn. Khi mà dòng nó lên đó các bạn sợ cái chip led này nó hoạt động nó nóng rồi các bạn. Sợ nó nóng nha. Cái dòng nó càng tăng á thì cái chip led này á nó càng nóng nha các bạn. Mình sợ thấy khá nóng nha các bạn. Mình sẽ thử nghiệm coi con chip led này nó chịu được khoảng bao nhiêu nha các bạn. Hai trăm với một vạch. Một vạch là 40 nha các bạn. Ở đây á, cái thang đo của mình là có 5 vạch. 5 vạch là một vạch là 40, mà cái này khoảng 240. Là cái mình đo cái giá trị là 4V nha các bạn. 4V á. 4V đây là 240 nè các bạn. Miliampere.
Đây các bạn, bốn bộ nó lên là 240 mA nha các bạn. Rồi mình tăng 4,5V nha các bạn. Đây là mức tăng 4,5V nha các bạn. Rồi mình đo coi. Cái dòng nó càng lớn á, thì chip led nó càng nóng nha các bạn. Càng nóng nó dễ chết nha các bạn. Để mình xem qua cái dòng nó qua chip led này bao nhiêu nha các bạn. Ở mức 4,5V nha các bạn. Các bạn thấy không? Cái dòng nó lên khoảng 300 hơn nha các bạn. Rất nóng nha các bạn. Rồi mình tăng lên 5V luôn nha các bạn. 5V cái chip led này có chịu được không nha. 5V nè, mức 5V nè. Cũng sáng luôn nha các bạn. À, thấy các bạn nhìn thấy á, nhưng mà nó bốc khói nha các bạn. Do cái này bốc khói nè. Cái chip led nó nóng quá nó bốc khói nha các bạn. Rồi mình tăng lên 5,5V nha các bạn. Các bạn sợi đây nó nóng nha các bạn. Cái dòng của nó lên 300 gần 300 300 mấy rồi nha các bạn. Mình sẽ chỉnh cái điện áp lên là 3,5V nha các bạn. Còn nó chết, con điện áp bây giờ nó chết nha các bạn. Phải không? À. 5V nó vẫn hoạt động nha các bạn. Nó chậm nằm trong cái điện áp của nó nha các bạn. Đây là 6V nha các bạn, mình tăng 6V nha. Chết rồi nha các bạn, chết rồi. Chết luôn nha các bạn, cháy rồi nha, đứt rồi. Nè các bạn. Chip led chết nha các bạn. Mất dòng rồi, nó không sáng nữa nha các bạn. Các bạn, chết rồi nè. Rồi cái này nha các bạn, cái này mức 6V nha các bạn. Rồi ở đây mình sẽ có một cái bảng kết quả nha các bạn. Cái bảng kết quả để mình thử nghiệm cái này thì như thế nào. Ở đây 5V nó vẫn còn hoạt động nha các bạn. Vẫn còn ok nha, vẫn còn sáng nha. Nhưng mà dòng nó tăng lên 300 mấy nha các bạn. Nè, nó sẽ lớn hơn nha các bạn. Cái mức dòng này nó sẽ lớn hơn nha các bạn. Lớn hơn cái 240 nha các bạn. Tại vì cái đồng hồ xô kim này các bạn, cái đồng hồ kim nó không chính xác nha các bạn. Mình tất nhiên mình có cái đồng hồ số đó, nó hiển thị số, nhất là cái đồng hồ xịn á thì nó sẽ hiển thị cái dòng chính xác cho mình nha các bạn. Còn cái này á nó sẽ chênh lệch, nó nhấp nháy, nó không ổn định nha các bạn. Nhưng mà mình từ đây á mình sẽ biết được cái điện áp của khi mà mình cấp cho led á, về led nè các bạn. VLED bằng 6V không các bạn? Cái VLED của mình á mà bằng 6V là nó bị đứt nha các bạn. Nhưng mà cái trường hợp mà 5V nha các bạn, 5V á, cái giá trị 5V là LED vẫn còn sáng nha các bạn. Và là mình có thể xác định được á cái điện áp mà LED với định mức á, mà LED làm việc các bạn là nằm trong khoảng này nè các bạn. Đây là từ 2,2V nè. Đến khoảng 5V nè các bạn. Và cái mức điện áp làm việc của nó là từ 2,2V đến 5V nha các bạn. Rồi cái đảm bảo cho lấy sáng nha các bạn. Nó càng về sau á thì cái dòng nó càng tăng lên nha các bạn. VLED nha các bạn. VLED nó phải bằng từ 2,2V cho đến 5V DC. Đó, từ đây mình biết suy ra được cái điện áp mà cái con led nó làm việc, gọi là cái điện áp định mức nha các bạn. Đến VLED nè, từ 22 lên 5V DC. Rồi mình tính ra được cái dòng điện định mức các bạn, dòng điện nằm trong khoảng như thế nào nha các bạn. Ở đây 2,2V là nó sáng yếu nha các bạn. Đây là nó sáng yếu là mình không có bỏ qua nha, mình không có ghi nha. Còn cái mức các bạn, cái mức 5V á
5V mình có thể tính được khoảng 300V nha các bạn. Bây giờ mình tính sơ bộ thôi. Cái bức kia mà điện áp nó ra 5V nữa các bạn. Là cái dòng của nó là 300, khoảng 300mA nha các bạn. 300mA cái này nè. Mình chip led đó. Mình chip led mình vừa đo nha các bạn. Mình sẽ tính sơ thôi. Có thể cái giá trị này nó không chính xác nha các bạn, nhưng mà xem đó. Chắc chắn dòng nó lớn hơn 200 này nha các bạn. Mình tính sơ khởi là khoảng 300mA đi. Và là ILED nè các bạn, ILED nè. Nè các bạn, ILED muốn ILED hoạt động tốt nha các bạn. Cái này nó giá trị khoảng dưới 300mA nha các bạn. Cái giá trị này nè, lúc mà 5V nữa các bạn, phải dưới 300mA là LED nó sáng nha các bạn. Nhưng mà đó mà trên thực tế người ta chọn lựa chọn nha các bạn. Người ta lựa chọn cái dòng á, cái này là nó khoảng vài chục nha các bạn. Nếu mà nói chính xác á, khoảng 10mA nha các bạn, 10mA. Thì cái đồng hồ này nó than đo nó khó nhìn nha các bạn. Nếu đồng hồ số á, thì nó dễ hiển thị hơn nha các bạn. Giá trị 10 nè. Từ 10mA là nó sáng nha các bạn. 10mA mà đến cái chị 300. Này với cái chị nè, 10 nè. Nó nổi khoảng ít này nè các bạn, ít này nè. Đây là khoảng ít mà cái ILED định mức nó là làm việc. Thì người ta sẽ chọn cái giá trị trung bình nha các bạn. Cái giá trị trung bình đó, X đó. Theo tính toán đó, người ta cái nhà sản xuất đó, người ta suy ra được cái X nha các bạn. X này sẽ bằng 150 mA. Cái giá trị nó người ta lý chính giữa nha các bạn. Cái dòng á, dòng là khoảng 150mA mà là tính là cái y các bạn. ILED min á, ILED max á, cái cực đại của nó các bạn. Là cái để mà led nó hoạt động tốt á là nên cái dòng nó 100mA nha các bạn. Mà trên thực tế người ta sẽ dùng hệ điện trở hàng dòng để làm cho cái dòng nó, tại vì cái dòng á nó càng nhỏ các bạn, nó càng giảm xuống các bạn. Đây là dòng nó càng giảm có mức 3V nè. 3V là hoạt động ok nha các bạn. Là làm cho chip led nó không bị nóng. Chứ thực tế là người ta thường chọn cái mức làm việc là 3V nha các bạn. Cái điện áp á, chuẩn của nó là 3V ha. Cái dòng khoảng 50mA là ổn nha các bạn. Còn cái này là maximum nha các bạn. Còn nó mà cao nữa là nó bị cháy chết led nha các bạn. Nên người cho ta lựa chọn á cái điện áp làm việc. Nè, cái VLED các bạn nên cái mức của nó là nên bằng 3V là ok nha các bạn. Còn dòng qua LED các bạn. Dòng qua LED ở cái mức 3V là khoảng 500 nha các bạn. Cái này đối riêng đối với cái chip LED này thôi nha các bạn. Mỗi cái chip LED riêng á là nó có một cái dòng định mức riêng. Cái công suất riêng và cái điện áp định mức làm việc các bạn. Nên nó hoàn toàn khác nhau nha. Ý là mình ở đây mình nói là cái chip LED này thôi, là trong cái đèn LED tiếp LED 8 hoặc là đèn LED bulb thôi trong gia đình đó. Đối với một trong những số con chip LED này các bạn. Cái mã số của nó nha các bạn. Nó thì kích thước á. Nên nhưng mà người ta lấy giá trị chuẩn quá. Cái giá trị VLED đó là 3V. Mà cái dòng á, dòng bình thường các bạn. ILED các bạn. ILED ở đây nó sẽ dùng 150mA nha các bạn. Cái chị nè, VLED 3V và cái ILED là 150. Nè, nó nằm ít giá trị á, mình lấy khoảng giữa nha các bạn. Khoảng giữa là cái từ 0 đến 300 thì mình lấy 150 là khoảng trung bình nha các bạn. Cái này là giá trị mà trong thực tế, trong cái người ta tính toán nha các bạn, dùng người ta để tính toán cho nó ổn định dòng LED thôi. Chứ còn thực tế là các bạn nên giảm cái dòng này xuống nha các bạn. Cái dòng này nè. Nếu mà đo trên toàn mạch đó, các bạn giảm cái dòng này xuống nha. Không nên đỡ cái là ILED á nó giảm xuống thì cái điện áp của LED á nó cũng giảm theo nha các bạn. Tại vì UV á tỷ lệ thuận nhau, cái định ohm á, định ohm là U sẽ bằng Y nhân R nha các bạn. Khi mà cái này giảm mà cái dòng mà giảm xuống các bạn, cái điện áp nó cũng giảm xuống thì giảm theo nha các bạn. Điện áp nó giảm theo. Nên cái giá trị này á là
cái này điều này nó rất tốt cho led nha các bạn, là giả. Nhưng mà các bạn tính để tính toán điện trở là sao? Đây là cái điện trở nè, cái này là cái điện trở của mắc thêm hạng dòng cho led trong mạch đó. Mấy con này nè các bạn, mấy con này điện trở hạng dòng nè. Đây cái sơ đồ, ví dụ mình có một con chip led đây các bạn, một chip led mà muốn gắn cái điện trở hạng dòng vô á. Đây là cái nguồn VCC nha các bạn, cái nguồn cung cấp nha, nguồn cung cấp cho chip led. Rồi cái gắn cái đây một con điện trở hạng dòng ở đây, dòng nó y á, dòng y qua đây nè các bạn. Đây, còn chip led đây, nên các bạn có thể tính toán theo sao á, cho nếu mà khi các bạn mà tính cho mạch đó mắc thêm một con điện trở hạng dòng trước con led này nè các bạn, để cho đảm bảo cho cái dòng này giảm xuống các bạn nè, 150 lên ba, các bạn tính toán sao cho nó giảm xuống một chút đỉnh nữa, là nó từ khoảng vài chục các bạn, vài chục mA thôi, nằm trong khoảng này là từ 0 đến 10 đến 50 là ok nhé các bạn. Là cái điều này á, nó sẽ làm cho y nó giảm á, sẽ làm khó chết chip led nha các bạn. Làm chip led ít bị cháy nha các bạn. Cái dòng mà các bạn giảm cái dòng led xuống là cái chip led nó ít bị cháy hơn nha các bạn. Tại vì nó dòng nó càng tăng á, thì nó qua chip led càng nhiều, nó dễ bị đứt. Thứ nhất, cái thứ hai là cái nhiệt độ các bạn, nhiệt độ càng tăng cao các bạn. Đó các bạn, khi các bạn sờ vô rất nóng nha các bạn. Đó cái là các bạn lưu ý cho mình nha. Và tính toán cái dòng chip led cho ổn định nha các bạn. Nhưng mà thực tế trên trong cái nhà sản xuất người ta hay chế là cái về led nè các bạn. VLED nó nằm trong khoảng từ 3 đến 5V nha các bạn. Cái VLED hoạt động ở từ 2,2V đến 5V. Là mình đã nói riêng ở chip led này thôi. Rồi còn trong thực tế, cái nhà sản xuất người ta chưa tính toán là VLED là khoảng tầm trung bình đó là khoảng 3V. Còn ILED đó là khoảng do cái dòng 150 mA. Còn các bạn tính toán trong cái video này á, mình sẽ nói sơ qua về cái vấn đề thôi. Và cái dòng từ dòng min đến dòng max của led thôi nha các bạn. Còn cái vấn đề nữa là các bạn muốn yêu cầu là hướng dẫn các bạn tính toán cái con điện trở, mắc con điện trở nào các bạn, con điện trở hạng dòng nè, cái điện trở hạng dòng cho con led này để đảm bảo cho con led, chip led này các bạn nó hoạt động tốt á, nó không bị hư hay không bị cháy á, thì các bạn tính toán làm sao, thì trong video tới mình sẽ hướng dẫn nha các bạn, hướng dẫn cái tính toán cái cường độ dòng điện qua chip led là giảm cái cường độ dòng điện xuống bằng cách mắc thêm một điện trở hạng dòng cho led này các bạn. Mấy người chip led của Samsung nha các bạn, chip led Samsung nó đều này, chip led đúc nha, nó gắn miếng nhựa vô, nó đã để cho chống va đập với chống ẩm nha các bạn, chống nước vô đây á, nên xài rất bền nha các bạn. Và mỗi đây là có một con điện trở hạng dòng hết nha các bạn. Rồi về lại video mình kết để kết thúc nha các bạn. Cái video tới mình sẽ làm bằng cách tính toán cái điện trở hạng dòng cho để cho cái miếng chip led này nó sờ được bền lâu nha các bạn. Bằng cách mình giảm cái led xuống nè các bạn. Chứ cái này tính toán led nó vẫn còn cao nha các bạn. Rồi video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ các bạn nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Chào các bạn.